Ngày vía thần tài năm 2022 nhâm dần là ngày nào? Theo lịch âm dương, ngày vía thần tài là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Vào ngày này, những người làm ăn buôn bán thường sắm sửa lễ vật cúng thần tài và mua vàng ngày vía thần tài để cầu may, mong một năm mua may bán đắt. Năm nay ngày thần tài năm 2022 rơi vào ngày thứ năm tức ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022 theo dương lịch. Thật ra dân kinh doanh vẫn cúng ngày vía thần tài hàng tháng, tuy nhiên ngày 10 tháng Giêng được coi là ngày vía thần tài quan trọng nhất trong năm. Tại sao mùng 10 tháng Giêng lại được coi là ngày vía thần tài. Ngày vía thần tài xuất phát từ Trung Quốc và được du nhập vào Việt Nam khoảng đầu thế kỷ 20. Có một câu chuyện thú vị xoay quanh ngày vía thần tài và giải thích cho tục thờ thần tài như sau. Câu chuyện thứ nhất đây là câu chuyện phổ biến nhất về ngày vía thần tài được lưu truyền khá rộng rãi. Tương truyền rằng, thần tài là một vị thần cai quản tiền bạc tài lộc trên thiên đình trong một lần đi chơi uống rượu sai thần tài xa chân rơi xuống hạ giới và đầu vào đá nên nằm mê mệt không biết gì sáng ra dân tình thấy ông ăn mặc như phường cải lương lấy làm lạ và tưởng bị điên liền lột sạch mũ áo của ông mang đi bán khi tỉnh dậy thần tài không nhớ mình là ai cũng không biết làm gì nên đi lang thang xin ăn có một cửa hàng bán gà vịt heo quay buôn bán ế ẩm thấy ông đến xin bèn mời vào quán ăn thấy lạ kỳ từ lúc thần tài vào ăn thì khách bỗng dưng kéo đến nườm nượp cửa hàng đối diện mọi khi đồng khách lại vậy tự nhiên chuyển sang hết bên này để ăn. Sau một thời gian thấy thần tài chẳng làm gì mà suốt ngày được ăn ngon lại dùng tay ăn bốc. Người thì bốc mùi sợ khách thấy thế không dám đến ăn nữa. Lại vừa tốn kém đồ ăn cho kẻ ăn mày ông chủ bèn đuổi thần tài đi. quán đối diện ngày xưa đồng khách, nay vắng hoe. Thấy vậy liền mời thần tài vào ăn, kỳ lạ thay khách lại kéo sang ăn rất đông quán bên kia lại vắng vẻ kể từ đó các hàng quán tranh giành nhau mời cho được thần tài đến chỗ mình ăn để khách đến đông người dân thương ông không có một mảnh vải che thân liên dẫn ông đi mua bộ quần áo để mặc vô tình bộ quần áo ông được mua cho lại chính là bộ đồ trước kia của ông sau khi mặc áo mũ vào thần tài nhớ ra mọi chuyện và bay về trời. Ông bay về trời vào ngày mùng 10 tháng Giêng và kể từ đó mọi người lấy ngày này làm ngày vía thần tài. Câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này ít được biết đến hơn nhưng cũng giúp giải thích thêm ý nghĩa về việc cúng kiến ngày thần tài. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một người buôn lái tên là Âu Minh, trong một lần đi qua hồ Thanh Thảo Phước Đức gặp được vua Thủy Tề và được ban cho một gia nhân tên là Như Nguyện. Từ ngày có Như Nguyện, công việc làm ăn của ông Minh bỗng dưng trở nên suôn sẻ, may mắn, chẳng mấy chốc ông trở nên phát đạt và vô cùng giàu có. Vào một ngày trong dịp Tết, Như Nguyện bị ông Minh đánh không rõ lý do là gì. Quá sợ hãi, cô gái bèn bỏ trốn trong một đống rác và đột nhiên biến mất. Từ ngày không còn như nguyện, công việc làm ăn của Âu Minh nhanh chóng xuống dốc, tiền bạc cứ thế đội nón ra đi. Mọi người cho rằng Như Nguyện là thần tài mang đến tài lộc may mắn nên đã lập bàn thờ cho cô. Chính vì vậy, bàn thờ của thần tài luôn được đặt ở góc khuất và người ta cũng kiên quét rác trong ba ngày Tết để tránh quét mất tài lộc của nhà mình đi. Từ hai câu chuyện trên, ta thấy ý nghĩa quan trọng của thần tài với việc buôn bán làm ăn. Gần như tất cả các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đều có bàn thờ thần tài để công việc được suôn sẻ, việc bán buôn được hành thông. Đặc biệt vào ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, người kinh doanh thường mua vàng để cúng để cầu may và cũng là một cách để giữ của trong nhà. Ngày vía thần tài nên làm gì? Bên cạnh câu hỏi ngày vía thần tài là ngày nào thì ngày thần tài nên làm gì cũng là một trong những điều thắc mắc của nhiều người kinh doanh trong ngày thần tài. Trong ngày vía thần tài có hai việc mà bạn nên làm rước tài lộc về nhà giúp công việc làm ăn buôn bán được thuận buồm xuôi gió trong năm mới làm lễ đón thần tài nhiều người thấy người khác làm lễ ngày thần tài cũng làm theo nhưng không phải ai cũng biết cách cúng thần tài sao cho đúng các bước cúng ngày vía thần tài giúp cho bạn đón tài lộc may mắn cả năm lựa chọn và sắp xếp bàn thờ. Nếu bạn chưa có bàn thờ thần tài thì việc lựa chọn và sắp xếp bàn thờ rất quan trọng. Đối với những người mới bắt đầu kinh doanh, mở cửa hàng, có thể tham khảo cách chọn và sắp xếp bàn thờ thần tài sau đây. Một bàn thờ thần tài đầy đủ sẽ bao gồm một khảm nhỏ, sơn son, son thép vàng, bài vị thần tài, đặt bên trong khảm. Phía trước bài vị là một bát hương đặt trên khay giấy vàng. Hai bên bát hương là hai cây đèn nhỏ. Phía trước là một khay nước gồm ba chén nước và hai chén rượu. Lao dọn bàn thờ Lao dọn bàn thờ là việc làm không thể thiếu trong nghi lễ cúng thần tài. Việc này cần thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, trong ngày vía thần tài, việc lao dọn bàn thờ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết bạn cần chuẩn bị một chậu nước nhỏ chuyên dùng để tẩy uế đổ nước lá bưởi hoặc nước sạch pha trúc rượu đầu tiên bạn cần lao sạch tượng thần tài và ông địa nếu có trước sau đó vệ sinh các đồ thờ cúng lao dọn bàn thờ cho sạch sẽ thoáng đẳng xong xuôi bạn sắp xếp lại như cũ một số lưu ý khi sắp xếp và lao dọn bàn thờ thần tài nên đặt bàn thờ thần tài ở gần cửa nhưng tránh lối đi lại để đỡ ồn ào vị trí đặt bàn thờ cần trang trọng gọn gàng sạch sẽ không đặt gần nhà vệ sinh nhà tắm làm mất sự tôn nghiêm đèn nến bài trên bàn thờ cần gì cũng phải dùng đèn không nên dùng đèn điện giả đèn nháy làm ảnh hưởng không tốt tới việc thờ cúng mua vàng để cúng và tích trữ trong phong tục rất phổ biến trong ngày vía thần tài của người dân Việt Nam là mua vàng để dâng lên bàn thờ cúng thần tài hoặc để tích trữ với mong muốn có một năm tiền bạc rủng rỉnh Tục lệ mua vàng ngày vía thần tài đã có từ xa xưa, tuy nhiên thời đó cuộc sống chưa no, chưa đủ nên chưa có nhiều người làm theo. Hiện nay khi người dân đã có của ăn của để thì khoảng chục năm trở lại đây các con buôn bán bắt đầu đổ xô đi mua vàng. Nha. Ngoài mua vàng, ngày vía thần tài, bạn cũng có thể chọn lựa mua đồ trang sức vàng, đá quý hay đồ phong thủy. Vàng và các vật phẩm phong thủy bạn có thể đặt trên bàn thờ ngày vía thần tài. cũng xong bạn có thể mang theo bên người hoặc đơn giản chỉ để trưng bày tích trữ trong nhà để lấy may mắn cho năm mới. Đồ lễ các ngày cúng thần tài trong năm. Đối với các ngày cúng thần tài trong năm hoặc ngày vía thần tài hàng tháng, bạn có thể cúng chay như hoa quả, bánh kẹo, trong đó có một số đồ cúng đơn giản cần chuẩn bị như sau: hương, tức nhang, nước, hoa tươi, quả tươi, gạo, muối. Cúng gì ngày vía thần tài. Với các ngày cúng thần tài trong năm là vậy, còn ngày vía thần tài cũng vậy. Như đã nói ở trên, ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía thần tài quan trọng nhất trong năm, nên cúng đồ thần tài cũng nên sắm sửa đầy đủ hơn. Một mâm cổ mặn cúng thần tài đầy đủ bao gồm một lọ hoa, một mâm ngũ quả, một con tôm, một con cua biển, một con cá lóc nướng, một miếng heo quay, một trung rượu, thuốc lá, gạo, muối. Nếu như có mua vàng ngay vía thần tài thì bạn có thể dâng lên bàn thờ luôn. Một số lưu ý khi cúng ngay vía thần tài. Chén nước cần rửa sạch trước khi thay nước mới. Chỉ nên đặt một chén nước sạch, không cần đến 3 hay 5 chén nước và cũng không nên rót quá đầy. Bình hoa có thể dùng bình sứ hoặc bình thủy tinh đều được nên cúng hoa tươi, có hoa, có nụ, có hương thơm càng tốt, không dùng hoa giả để cúng thần tài. Hoa quả nên cúng quả, tươi, ngon, nguyên vẹn, không bị dập nát. Mâm hoa quả luôn có chuối chín vàng, ngoài ra có thể thêm lê, táo, cam, quýt, tuyệt đối không dùng hoa quả nhựa, quả giả để dâng lên cúng. Hoa quả bánh kẹo sau khi cúng được coi như là lọc của thần tài ban cho gia chủ chỉ nên thụ lọc trong nhà không nên chia hay phân phát cho người ngoài rượu nước tưới vào nhà thì nên đứng ở ngoài đường tưới vào trong nhà mới mang ý nghĩa tài lọc vào nhà gạo muối sau khi cúng thần tài xong nên cất đi để giữ lọc kinh nghiệm mua vàng trong ngày vía thần tài. Những năm gần đây rất nhiều người đi mua vàng ngày thần tài, những kinh nghiệm mua vàng ngày vía thần tài sau đây sẽ giúp bạn mua vàng đảm bảo chất lượng cũng như đủ trọng lượng trong ngày thần tài, mua vàng nhộn nhịp sắp tới. Ngày thần tài mua vàng miếng mua vàng miếng là một lựa chọn khá phổ biến của người dân trong ngày phía thân tài. Tuy nhiên, đây cũng là sản phẩm tiềm ẩn rủi ro khi mua phải hàng giả, hàng nháy, gây thiệt hại lớn cho người mua. Để tránh mua làm phải dàn kém chất lượng hay thiếu trọng lượng, các chuyên gia khuyên bạn chọn các cửa hàng có sức hóa đơn tài chính trên miếng vàng có số seri mua nhẫn tròn trơn ngày vía thân tay. Nhẫn tròn trơn cũng là một sản phẩm được mua nhiều trong ngày thần tài vì mức giá hợp lý với đa số người dân. Tuy nhiên đây cũng là loại vàng dễ mua phải hàng trôi nổi hoặc bị hao hụt nhiều nhất. Nhẫn tròn trơn thường có loại 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ và 5 phân. Để tránh mua phải hàng kém chất lượng, bạn nên chọn loại nhẫn tròn ép vỉ mặc dù sản phẩm này sẽ đắt hơn một chút so với nhẫn không có bao bì nhưng đổi lại bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như định lượng mua vàng ngày thần tài với trang sức vàng bên cạnh vàng miếng và nhẫn tròn trơn thì vàng trang sức cũng là lựa chọn của rất nhiều người mua vàng ngày vía thần tài vừa có thể trưng diện vừa mang lại tài lộc cho cả năm Ngoài vàng miếng, nhẫn tròn trơn và vàng trang sức, hiện nay cũng có rất nhiều sản phẩm vàng may mắn dành riêng cho ngày vía Thần Tài như tượng Phúc Lộc Thọ bằng vàng, một chỉ, hai chỉ, tượng Phật, đồng xu âm dương, 12 con giáp đỉnh vàng để bạn lựa chọn. Một số lưu ý khi mua vàng ngày vía Thần Tài không nên mua vàng ngày thần tài ở các cửa hàng nhỏ không có uy tín hoặc không có giấy phép kinh doanh. Lưu giữ cẩn thận các chứng từ mua vàng ngay phía thần tài để việc bán lại sau này thuận lợi hơn. Nếu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, vàng sẽ bị mua lại với giá thấp hơn, thậm chí bị từ chối thu mua kể cả khi bạn mua ở một cửa hàng và bán lại ở chính cửa hàng đó nếu hàng kém chất lượng bạn nên kiểm tra kỹ vàng như số seri, đường nét, hoa văn, chữ, dấu ấn, miếng vàng, cũng như bao bì sản phẩm trước khi mở hầu bao, mua vàng ngày thần tài. Ngày vía thần tài mọi người sẽ đi mua vàng rất đông, bạn có thể đặt trước từ ngày mùng 9 tháng 1 hoặc mua vàng online cho đỡ phải chen chân. Thật ra, ngày vía thần tài làm gì, mua gì, cũng gì không quan trọng, nếu không có điều kiện mua vàng hay làm mâm cổ đầy đủ thì bạn cũng chỉ cần dâng lên lễ mọn hoặc thành tâm hướng về ngày thần tài trong ngày này thì đã rất tốt rồi. Hy vọng qua video này cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin cũng như câu trả lời thấu đáo cho câu hỏi ngày phía thần tài năm 2022 là ngày nào ngày vía thần tài cũng gì, mua vàng ngày vía thần tài như thế nào cho đảm bảo. Chúc các bạn mua may bán đắt và có một năm mới nhâm dần năm 2022 tài lộc sung túc, sức khỏe đầy nhà.